chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chủ đề phòng tránh nguy cơ tái nhiễm vi khuẩn HP. Ngay từ lúc này, quý vị đã có thể gọi điện lên tổng đài quen thuộc của chương trình 01236 229 229 để đặt các câu hỏi, những thắc mắc cũng như là được nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là nhờ những tiến bộ của y học và những xét nghiệm tìm vi khuẩn HP trong dạ dày mà đã có rất nhiều những bệnh nhân đã có thể chữa được căn bệnh này. Tuy nhiên là bây giờ vẫn còn có nhiều bất cập. Bất cập ở chỗ là khi mà chúng ta đã phát hiện và điều trị được vi khuẩn HP rồi thì vẫn còn có nhiều khả năng tái nhiễm vi khuẩn HP. Đây sẽ là những cái kiến thức rất là cần thiết để chúng ta trang bị trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu hai vị khách mời của chương trình. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Khiên, Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh VT2, kênh chăm sóc sức khỏe. Và xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Chào quý vị khán giả, chào MC. Dạ, xin được cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với cuộc trò chuyện, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Hiện nay bên cạnh nỗi lo lắng là liệu có tiêu diệt được vi khuẩn HP thì người bệnh còn phải quan tâm đến chuyện diệt rồi nhưng có nguy cơ tái nhiễm HP hay không. Đặc biệt đối tượng bị tái nhiễm HP chủ yếu là trẻ nhỏ và có tỷ lệ tái nhiễm khá cao và cực kỳ phổ biến. Thậm chí có trường hợp trẻ có thể bị tái nhiễm HP ngay sau khi điều trị thành công. Chị Mỹ Ngọc có con 6 tuổi cũng nằm trong số những ông bố bà mẹ có con tái nhiễm vi khuẩn HP. Vi khuẩn HP dễ dàng lây nhiễm, vì thế sau khi điều trị thành công nhưng bạn vẫn tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm các loại vi khuẩn này thì hoàn toàn có thể bị tái nhiễm trở lại. Nếu không có đầy đủ kiến thức trong việc phòng tránh vi khuẩn HP thì nguy cơ tái nhiễm là rất cao. Trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là như trường hợp của cháu bé đó là đã điều trị được HP rồi nhưng mà lại vẫn bị nhiễm lại. Vậy thì các cái mời của chúng ta có thể cho biết là nguyên nhân tái nhiễm HP là gì ạ? Tái phát tức là cái bệnh đó là mình đã điều trị nó không đến nơi đến chốn, hoặc là có thể điều trị một thời gian rồi, một thời gian sau bệnh nhân đau trở lại thì lúc đó ta phải xét nghiệm, đấy là phải khẳng định nên là tái phát. Còn tái nhiễm tức là có thể do cái điều kiện môi trường nào đó thì gây ra nhiễm tái nhiễm lại cho đối với người bệnh. Nhưng mà dù thế nào đấy chăng nữa thì chúng ta vẫn phải đưa ra kết luận để phân biệt được hai cái tái nhiễm tái phát, nó rất là khó. Nhưng vẫn phải khẳng định là người bệnh đã bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Vậy thì những nguyên nhân chính của nó thì thường, cái thứ nhất, chúng ta đã thực hiện cái phác đồ điều trị đó không đúng cho bệnh nhân, hoặc là điều trị nó không đưa đến quả, hoặc là bệnh nhân thực hiện phác đồ nó không chuẩn, cho nên nó có thể là cái tái phát trở lại hoặc tái nhiễm trở lại. Cái thứ hai tức là do bệnh nhân là sử dụng hoặc là cái thói quen của bệnh nhân không tốt làm cho cái tình hình tái nhiễm trở lại trên bệnh nhân này. Hoặc có khi nào là mình đã bị nhiễm HP xong đã chữa khỏi rồi nhưng mà cái HP lúc đầu ấy đã lây lan sang những người khác trong gia đình của mình chẳng hạn, thì cái khả năng tái nhiễm nó có phải là trong cái trường hợp đó không ạ? Không phải tất cả mọi người nào nhiễm cũng gây ra bệnh và cũng điều trị hết. Thì trong cái một cộng đồng hay trong gia đình, những người nhiễm không có triệu chứng, người ta không đi khám bệnh và không có xét nghiệm, mình không biết là người đó có hay không. Trong khi đó những người mà có triệu chứng thì mình đi xét nghiệm mà thấy có con vi trùng mà đã điều trị. Mặc dù người đó điều trị rất là tuyệt vời, nghĩa là công thức là tuân thủ đúng theo phác đồ của bác sĩ để đưa ra và xét nghiệm lại thấy là hết con H. pylori. Tuy nhiên trong gia đình mình có nhiễm thì mình có nguy cơ tái nhiễm trở lại. Mà khi tái nhiễm trở lại thì cái cơ địa mình rất dễ bị viêm và loét, rất dễ có cái triệu chứng, cho đó người đó có thể triệu chứng trở lại. Nếu trong gia đình mình có một người đã điều trị khỏi để tránh tái nhiễm cho những bệnh nhân trở lại thì nên tầm soát những thành viên trong gia đình và những thành viên đó cũng nên điều trị để tránh tái nhiễm cho người bệnh. Nhưng mà bản thân những thành viên đó khi mà trong nhà mình có một người đã nhiễm HP rồi thì họ lại cần phải lưu ý những điều gì ngoài cái việc là tầm soát dạ? Nhiễm thì nó sẽ lây qua đường là miệng miệng, đường tay miệng và đường phân miệng. Do đó mình phải làm sao cách ly mà tốt những cái vấn đề này thì nó sẽ hạn chế vấn đề lây nhiễm. Vậy thì nếu như mà một người bị tái nhiễm HP rồi, tức là tái nhiễm nhiều lần ấy ạ, thì sẽ có cái nguy cơ gây ra ung thư dạ dày không ạ? Đầu tiên là chúng ta phải xác định xem là bệnh nhân là có bị nhiễm tái nhiễm vi khuẩn HP không. Và hiện nay chúng ta đã biết là các cái xét nghiệm vi khuẩn HP thì người ta chia làm hai cái dạng. Cái thứ nhất là xét nghiệm bằng xâm phạm, tức là ví dụ như tôi tiến hành nội soi dạ dày, xong tôi bấm một cái mảnh vào đó để làm cái ure test. Đấy, hoặc là tôi bấm mảnh đó tôi đưa vào làm giải phẫu bệnh lý, xong tôi nhìn trên kính hiển vi
tôi nhìn thấy con vi khuẩn HP, hoặc tôi lấy cái mảnh đó xong rồi tôi lại cấy vào trong môi trường để nuôi cấy vi khuẩn mọc lên, vậy thì để khẳng định là bệnh nhân này bị nhiễm vi khuẩn HP. Thế còn cái biện pháp thứ hai là người ta không phải thực hiện qua nội soi dạ dày, người ta làm cái test hơi thở. Hiện và hiện nay chúng ta biết cái test bằng test hơi thở nó rất có giá trị và được thế giới khuyến cáo. Bệnh nhân chỉ cần ngậm một chút xong là thổi ra thì phát hiện được vi khuẩn HP. Hoặc là người ta làm xét nghiệm bằng nước tiểu và xét nghiệm phân. Đấy, tuy nhiên cái xét nghiệm nước tiểu và phân hoặc xét nghiệm máu hiện nay nó chỉ là điều tra dịch tễ thôi. Thì hiện nay trong cái xét nghiệm mà không xâm phạm thì cái xét nghiệm test bằng test hơi thở nó đóng vai trò quan trọng. Cái vấn đề thứ hai nữa mình phải hỏi người bệnh là vậy thì khi bác nhiễm vi khuẩn HP đó nhưng hiện nay có triệu chứng hay không? Ví dụ mình bảo tôi bị tái nhiễm trở lại rồi nhưng thứ tôi đau vùng thượng vị quá, tôi buồn nôn quá, thì trong trường hợp đó chúng ta phải soi dạ dày cho bệnh nhân để xem bệnh nhân có bị viêm hay không, đặc biệt có loét hay không, và nếu đã có rồi thì bắt buộc là chúng ta phải điều trị. Thế còn việc để khẳng định có phải là ung thư dạ dày hay không thì cái vấn đề là phải dựa trên vấn đề về nội soi, cũng như chúng ta phải sinh thiết cái vào và chúng ta phải tìm nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gây ung thư dạ dày thì có rất nhiều nguyên nhân. Đấy, nhưng mà trong đó thì tác nhân HP cũng là một cái tác nhân mà chúng ta cần phải theo dõi và người ta phải tìm một cách rất cụ thể cho từng bệnh nhân một. Vậy thì hiện nay có cái con số nào đánh giá về tỷ lệ mà nhiễm khuẩn HP sau khi điều trị không ạ? Sau khi điều trị thì cái tỷ lệ tái nhiễm thì ước tính là khoảng chừng từ 20 đến 25%. Do đó đó là một con số cũng khá lớn và mình cố gắng làm sao mình phòng ngừa đừng để cho nó tái nhiễm trở lại. Chúng ta sẽ có những cái khó khăn gì gặp phải cho những cái bệnh nhân mà điều trị tái nhiễm khuẩn HP ạ? Đối với vi khuẩn HP hiện nay trên thế giới cũng như là khu vực châu Á, đặc biệt là Việt Nam thì một cái quốc gia mà có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori rất cao. Và một cái vấn đề đang báo động cho chúng ta biết là hiện nay là cái tỷ lệ vi khuẩn Helicobacter pylori nó kháng các loại thuốc rất là nhiều. Chúng ta đã biết vào năm 2003 thì trong các hội nghị tiêu hóa toàn quốc người ta đã thống kê là cái tỷ lệ tiêu diệt được HP ở những bệnh nhân loét dạ dày tái tràng nó trên 90%, 92, 93, 94%. Nhưng mà đến 2010 thì chúng ta đã biết một cái nghiên cứu của Thành phố Hồ Chí Minh nó còn chỉ còn lại hiệu quả nó còn 62%. Như vậy thì chúng ta đã thấy là gần 40% vi khuẩn HP nó đã bị kháng lại thuốc kháng sinh. Và đối với vi khuẩn mà tái nhiễm thì cái tỷ lệ này nó cũng sẽ là tương tự như vậy. Vì vậy một cái vấn đề khó khăn nhất đối với chúng ta hiện nay là với nhiều loại kháng sinh như thế nhưng cái tỷ lệ kháng thuốc rất nhiều. Và chính vì thế thì trên thế giới người ta đã phải đưa ra có những cái thuốc hỗ trợ, những thuốc khác. Ví dụ như các cái sản phẩm mà có liên quan đến cái kháng thể kháng HP thì đấy là một trong những cái thuốc mà để giúp để điều trị tiêu diệt HP. Đặc biệt là nhất là cho những phụ nữ mà có thai nhiễm HP hoặc là trẻ con loét dạ dày tái tràng mà có nhiễm HP mà tái nhiễm trở lại thì cái đó là nó có hiệu quả tốt trong cái vấn đề điều trị. Thói quen người Việt Nam chúng ta là ví dụ khi mắc một cái bệnh gì đó đã đến bác sĩ khám, đã được kê thuốc, có phác đồ điều trị mà sau đấy thấy cái triệu chứng quay trở lại là cứ mặc định là sẽ dùng y chang như cái phác đồ đó hoặc là dùng y chang cái số thuốc đó, thì như thế có nên hay không ạ? Đối với điều trị H. pylori thì hiện nay thì cái phác đồ nó rất là nhiều cái bước. Bước đầu tiên là gọi là công thức đầu tiên, khi nào điều trị không hiệu quả thì lại là phác đồ thứ hai. Điều thứ hai không hiệu quả thì mình phải nội soi và làm nuôi cấy để điều trị theo từng cá thể. Tuy nhiên, đối với cái thói quen đối với cái người Việt Nam của mình thì cứ uống thuốc đầu tiên thấy hiệu quả. Thì mặc dù sau khi điều trị mình thấy hết hay không hết thì không biết, nhưng mà cứ thấy cái nhiễm trở lại thì mình triệu chứng giống lại như y chang lại. Công thức đó điều trị không hết thì sử dụng lại công thức đó chắc chắn là cái con HP không hết. Mà con H. pylori không hết thì dẫn đến ngày càng là dẫn đến một viêm mãn tính và dẫn đến viêm teo niêm mạc dạ dày. Nếu mà không đi khám kịp thời cái cũng có thể dẫn đến một cái viêm loét và thể tổn thương nặng hơn mà cuối cùng có thể dẫn đến một cái tình trạng ung thư dạ dày. Do đó mà đối với những người mà đã có triệu chứng trở lại thì nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa và qua những cái xét nghiệm có thể là xâm lấn không xâm lấn mà để xác định có con vi trùng hay không. Nếu có thì mình điều trị công thức thứ hai là cái hiệu quả tuyệt vời hơn và mình ngăn ngừa được những cái tổn thương viêm loét dạ dày cũng như là ngừa được cái vấn đề là ung thư dạ dày. Cái điều đó nó rất đúng đấy, bởi vì chúng tôi đã gặp thấy rất nhiều bệnh nhân sau cái đợt điều trị sau một thời gian xong tái phát thì không đến được hoặc bảo là tôi sẽ dùng lại cái phác đồ của bác sĩ, thì cái điều đó chúng ta nên tránh. Thật sự chúng ta phải khuyên bệnh nhân là thôi bác cẩn thận để đến với chúng tôi sẽ kiểm tra lại, bởi vì chúng ta không biết đánh giá được cái tình trạng có kháng thuốc hay không và cái kháng sinh lần trước nó có phù hợp hay không, thì chúng ta phải lựa chọn hoặc là có thể chúng ta phải sử dụng các cái phác đồ thay thế khác hoặc là phối hợp khác hơn để giúp cho bệnh nhân nó có hiệu quả tốt hơn. Thì cái điều đó chúng ta phải khuyến cho bệnh nhân là phải đến bác sĩ để khám. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự tiếp theo của chương trình trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Theo Hiệp hội Tiêu hóa Gan Mật, tại Việt Nam có khoảng từ 60 đến 80% dân số đang nhiễm HP. Nhiễm khuẩn HP có liên quan chặt chẽ với bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, viêm teo niêm mạc dạ dày và ung thư dạ dày. Trong quá trình sinh sống trong dạ dày người, vi khuẩn HP sản xuất ra một lượng chất hóa học như urease, catalase và độc tố có khả năng bảo vệ chúng trong môi trường axit và gây tổn thương trực tiếp lên niêm mạc dạ dày, đặc biệt là urease. Chính vì vậy muốn điều trị được bệnh viêm loét dạ dày, muốn ngừa loét, muốn ngừa ung thư thì phải điều trị vi khuẩn HP triệt để. Trên thực tế hiện nay, việc điều trị nhiễm khuẩn HP rất khó khăn, tỷ lệ thất bại khi tiệt trừ với phác đồ đầu tay lên tới 60%. Nhưng phác đồ điều trị vi khuẩn HP không hiệu quả do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính có thể kể đến là tình trạng vi khuẩn kháng thuốc gia tăng, sự thiếu ý thức tuân thủ điều trị của chính người bệnh, chẳng hạn uống không đủ thuốc, sai giờ uống thuốc, quên thuốc hay bỏ giờ điều trị, chất lượng thuốc không đảm bảo, đặc biệt là các chế phẩm đóng gói sẵn rất khó đảm bảo đủ hàm lượng kháng sinh để điều trị. Bên cạnh đó, vi khuẩn HP dễ dàng lây nhiễm bởi chúng được lây qua nhiều con đường khác nhau như nguồn lây nhiễm từ các thành viên trong gia đình, nơi ở tập trung đông người, điều kiện vệ sinh kém, gia đình đông con, phòng dịch kém, nguồn nước bị ô nhiễm hay chăm sóc y tế kém. Chính vì vậy, sau khi đã điều trị thành công vi khuẩn HP, nhưng bạn vẫn tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm của loại vi khuẩn này thì hoàn toàn có thể tái nhiễm trở lại. Với những chia sẻ như vừa rồi thì có thể thấy là điều trị những cái trường hợp mà tái nhiễm HP bây giờ thì cũng khá là khó khăn và thậm chí là cái tỷ lệ tái nhiễm nó cũng nhiều, phải không ạ? Thế thì chúng ta có cái loại vaccine nào để có thể phòng tái nhiễm chưa ạ? Sản xuất vaccine thì có rất nhiều, nhiều nơi, nhiều công ty đã sản xuất, cái kết quả thành công thì thấy chưa có. Tuy nhiên mình không phải chờ đến cái mình phòng ngừa vaccine mà mình phải điều trị thực sự và đồng thời mình phòng ngừa tái nhiễm, thay đổi cái chế độ sinh hoạt cũng như thay đổi lối sống. Thứ hai là vấn đề ăn uống, thì trước khi ăn mình nên rửa tay. Và cái thứ ba nữa đó là mình sử dụng những nguồn nước sạch thì nó sẽ hạn chế được vấn đề lây nhiễm. Thì kết hợp với mình điều trị cái hiệu quả thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề phòng ngừa. Nhưng đối với những người mà đã nhiễm, trong những cái giai đoạn mà người ta không sử dụng được thuốc kháng sinh, ví dụ như người phụ nữ có thai có một cái kháng thể là open cell HP, thì cái đó thì cũng là một cái giúp cho cái phòng ngừa tái nhiễm cho bệnh nhân. Bác sĩ vừa nhắc đến là kháng thể open cell HP, chúng ta có thể giải thích kỹ hơn về cái kháng thể này không ạ? Năm 2016 thì chúng tôi có cái tham dự một cái hội nghị Helicobacter Paris ở khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Kobe. Trong cái hội nghị này thì có hai cái chủ đề rất là quan trọng. Cái chủ đề đầu tiên thì có một cái báo cáo của bên Trung Quốc nói về vấn đề vaccine cho những người nhiễm HP. Nhưng cái báo cáo đó thì đến giờ phút này thì có thể nói hiện nay việc sử dụng đối với vaccine cho đối với trong cộng đồng hiện nay là hầu như là các cái nghiên cứu này chưa được có, và cụ thể hơn là chưa được ứng dụng, cho nên cái hiệu quả của vaccine thì hiện nay là chưa được khẳng định. Chính vì thế thì trong hội nghị này người ta đi đến một cái công nghệ mới, tức là người ta sản xuất một cái chất, một cái sản phẩm mà nó còn được gọi là kháng thể kháng HP. Bản chất của cái này nó là sản xuất từ lòng đỏ trứng gà, sau đó được gắn một cái loại vi khuẩn bất hoạt và tạo thành một cái sản phẩm gọi là Overgel HP, hay còn gọi là kháng thể tự động Overgel HP. Đây là một cái loại sản phẩm để trợ giúp cho những người, những đối tượng ví dụ như viêm dạ dày, loét dạ dày, loét thành tá tràng và nhiễm HP, hoặc là những cái người phụ nữ có thai mà đau dạ dày, nhiễm HP thì cũng sử dụng được, hoặc trẻ em, nhất là trẻ em chúng ta biết không sử dụng được kháng sinh nhiều thì chúng ta cũng sử dụng được. Về cơ chế tác dụng thì nó có bốn cái cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất thì chúng ta đã biết là con vi khuẩn HP nó tiết cái men urea ra, thì cái này nó sẽ giúp làm bất hoạt cái men đó, tức là không cho con vi khuẩn này tiết cái men urea ra nữa. Như vậy nó sẽ không còn cái môi trường kiềm nữa, mà là môi trường axit thì vi khuẩn bị chết. Cái thứ hai nó làm cho con vi khuẩn này không bám dính được cái màng vào trong màng tế bào. Chúng ta đã biết là con vi khuẩn nó chạy rất nhanh trong dạ dày, vậy thì cái overgel này thì nó không cho bám dính. Và cái thứ ba nó là nó kết dính lại. Và đặc biệt nữa thì người ta thấy rằng là các cái nghiên cứu ở nhất là Viện Miễn dịch IFU thì người ta đang là khi phối hợp giữa overgel HP với kháng sinh thì nó có hiệu quả rất tốt, làm lành vết loét nhanh hơn cũng như làm lành viêm nhiều hơn, và đặc biệt là nâng cao cái tỷ lệ diệt HP hơn, và nó hạn chế được những cái tác dụng phụ của kháng sinh. Như vậy thì chúng ta đã thấy là đây là những cái tính ưu việt của sản phẩm. Nói như thế thì mình có thể hiểu là overgel HP sẽ uống cùng được với phác đồ kháng sinh để vâng, diệt quá HP. Tốt, vâng, quá tốt. À, là như thế là tác dụng nó sẽ gấp nó lên tốt đúng không ạ? Và nó còn giảm được tác dụng phụ hơn, vâng, mà lại tốt hơn. Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên giúp mọi người có thể phòng tránh nguy cơ tái nhiễm HP. Ngoài việc sử dụng kháng thể và các phác đồ điều trị thì mình cần lưu ý cái gì nữa? Mình điều trị phòng ngừa thì tốt hơn là điều trị bệnh, do đó cái phòng ngừa là cái hàng đầu. Mà mình muốn được biết được phòng ngừa tốt thì mình biết cái con đường lây nhiễm. Con đường lây nhiễm đó là con đường miệng miệng, tay miệng và phân miệng. Do đó mình tránh những cái vấn đề này.
Đối với những cái người mà trong gia đình mình đã có điều trị HP thành công thì mình nên cũng tầm soát những người xung quanh. Tại vì tỷ lệ nhiễm mình tới 70%, những cái người này thì mình có thể điều trị bằng thuốc hoặc là mình sử dụng cái kháng thể open cell để mình phòng ngừa, để giúp cho cái vấn đề tránh tái nhiễm cho những cái người thân của gia đình mình. Tức là chúng ta thay vì là sẽ phải sử dụng quá nhiều kháng sinh thì thực ra nếu trong phác đồ điều trị có thì mình vẫn nên sử dụng. Nhưng cái hay ở chỗ là có một cái sản phẩm mà có kháng thể open cell HP, và sản phẩm này tên là Gastimmune HP, hoàn toàn có thể sử dụng cùng với cả các cái kháng sinh trong phác đồ điều trị. Thì đây sẽ là một cái gợi ý rất là hay cho các gia đình. Và từ hôm nay là chúng ta sẽ biết thêm một bí quyết để bảo vệ sức khỏe gia đình rồi, và đặc biệt là để có thể phòng tránh được cái việc là tái nhiễm vi khuẩn HP. Một lần nữa xin được cảm ơn sự chia sẻ của hai vị khách mời. Các khán giả hoàn toàn có thể nhận được những phần quà rất dễ thương của chương trình ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng theo dõi câu hỏi của chương trình kỳ này. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: lây nhiễm khuẩn HP là nguyên nhân dẫn tới tái nhiễm vi khuẩn HP đúng hay sai? Các bạn hãy tài soạn tin theo cú pháp CB gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ chương trình. Chúc các bạn may mắn. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0983738XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh kỳ này xin phép được khép lại tại đây. Mọi câu hỏi, thắc mắc và đăng ký tham gia làm nhân vật của chương trình, xin quý vị hãy gọi về số tổng đài quen thuộc 01236229229. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia của hai khách mời. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Cơ chế lây lan của vi khuẩn HP thuộc diện nhanh và rộng bởi vi khuẩn HP sống được trong rất nhiều môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Nguy cơ lây nhiễm tái nhiễm vi khuẩn HP là rất cao, khiến trong một gia đình chỉ cần một người bị nhiễm là có khả năng cả nhà cùng nhiễm. Vì vậy cần theo dõi lâu dài với bệnh, đồng thời cũng nên lựa chọn được sản phẩm phù hợp để phòng tránh nguy cơ tái nhiễm vi khuẩn HP, đặc biệt đối với trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị lây nhiễm. Hiện tại tôi đang cho bé dùng kháng thể Ovagen HP thì thấy tình trạng bé da bé hồng hào và không còn đau như trước kia nữa. Tôi sẽ cho bé sử dụng sản phẩm này lâu dài, vừa điều trị bệnh, vừa phòng tránh nguy cơ tái nhiễm HP. Hy vọng thông qua chương trình, các bậc cha mẹ sẽ bỏ túi được những kiến thức và bí quyết để phòng tránh tái nhiễm vi khuẩn HP cho con hiệu quả và an toàn.